Sáng nay tại thành phố Huế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Kinhert Christiansen, Giám đốc Tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện các tôn giáo, các địa phương trong cả nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề lớn mang tính chất toàn cầu. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả bước đầu quan trọng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, người dân Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, nhất là ở một số khu vực thành thị, nông thôn, khu công nghiệp và làng nghề. Tài nguyên thiên nhiên vẫn còn bị khai thác quá mức, thiếu bền vững. Các chuyên gia môi trường thế giới đã nhận định, trong 10 năm tới, GDP của Việt Nam có thể tăng gấp đôi. Nhưng nếu không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh trung bình GDP cứ tăng thêm 1%, thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi khoảng 3% GDP. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, lãnh đạo của 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo ở Việt Nam sẽ cùng với các cơ quan, ban, ngành trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và cam kết tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp cùng nhau thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình trong những năm tới. Nhấn mạnh nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay vấn đề chất thải rắn, rác thải nhựa đại dương, khí thải, nước thải đang ngày càng tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, suy giảm các nguồn tài nguyên, nước, đất, biển, đại dương, chất lượng không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và sự phát triển bền vững, đặc biệt là ở các thành phố ven biển, gây thiệt hại nặng nề đến cuộc sống con người và các hệ sinh thái. Trước bối cảnh đó, Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chủ trương nhất quán là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Đồng hành với sự nỗ lực của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong bảo vệ môi trường đã được các vị chức sắc tôn giáo khởi xướng và triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương trong cả nước. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động tích cực bảo vệ môi trường là những vấn đề quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quyết định sự phát triển của đất nước cũng như tương lai phồn thịnh và hạnh phúc của các thế hệ người Việt Nam. Tôi trân trọng đề nghị đại diện lãnh đạo của các tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các hoạt động như sau. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng tín đồ tổ chức tôn giáo, trang bị kiến thức, tri thức, kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng, xây dựng mấy các mô hình điển hình tiên tiến trong cộng đồng giáo dân tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm điều kiện của mỗi tôn giáo và mỗi vùng miền. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu khẳng định, sau 4 năm thực hiện ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các tôn giáo của địa phương đã phát huy vai trò của mình trong các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường sống xanh, thân thiện, góp phần làm cho Huế thêm xanh, sạch, sáng. Hướng tới mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường, trong những năm qua, các di sản văn hóa, các khu bảo tồn, các hệ sinh thái thiên nhiên trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo tồn và khôi phục. Bộ mặt đô thị Huế, các huyện, thị xã được xây dựng, chỉnh trang ngày càng khang trang, sạch đẹp, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp, trật tự trị an, ngày chủ nhật xanh, toàn dân chúng tôi bảo vệ môi trường, vân vân, và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác đã được các ngành, các cấp, các tổ chức và đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia, góp phần làm cho Huế ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đáng sống hơn. Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho biết, với sự tham gia tích cực và hiệu quả của các tôn giáo, sự phối hợp hỗ trợ kịp thời và thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, ngành tài nguyên và môi trường, các tôn giáo đã xây dựng được hơn 1.014 mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của nhiều chức sắc,
chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng. Tại hội nghị có 39 tập thể, 20 cá nhân và 9 mô hình hiệu quả trong việc thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được vinh danh và nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài các phiên toàn thể và phiên chuyên đề trong hội trường, hội nghị còn có hoạt động hội trại với các gian trưng bày kết quả thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tôn giáo, hoạt động giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bên ngoài hội trường.